Đại Kinh Khoa Chú Tập 6 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian Ngày 9 tháng 3 Năm 2014 Địa điểm Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Đây là Bộ Khoa Chú Giảng lần thứ tư Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90 Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo à a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thủy tùng kim nhật nải chí mạng tồn quy y phật đà lưỡng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn mời xem đại kinh khoa chú tờ thứ 151 Xem từ Hàng thứ ba Thứ ba Thứ tư hai hàng này Bên trên có nêu số tự Là lần thứ nhất Chúng ta dùng Chú giải của niệm lão Tỉ mỉ Giảng kinh vô lượng thọ ở trong khái yếu tiết lục ra. Chú giải phía sau là nguyên văn. Cho nên chúng ta đem cái tiết lục này đọc qua một lần. Chúng ta học tập nguyên văn. Bổ kinh hưng khởi nhân duyên Việc phục như thị như trên. Pháp Hoa Hoa Nghiêm đã nói Vì nhất đại sự Nhân duyên xuất hiện ư thế Vì thì ở đây liền nói đến Sương tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh Bộ kinh này Không có lưu thông Chính là A-di-đà Kinh Đại sư Huyền Trang dịch cái bổn này Hiện tại chúng ta lưu thông là bổn của Ngài Cưu Ba La Thập Mọi người đọc được quen rồi La Thập dịch được hay Pháp sư Huyền Trang dịch cái quyển này Hoàn toàn y theo nguyên văn Không có tăng giảm Gọi là trực dịch Đại sư La Thập phiên dịch là dịch ý, ý nghĩa hoàn toàn nói được chính xác. Ngôn ngữ văn tự là Trung văn, không phải Ấn Độ, cho nên người Trung Quốc xem thấy đặc biệt hoan hỷ. mà cho đến ngày nay vẫn là lưu thông cái bụng của ngài La Thập. Huyền trang trong cái quyển này. Có một câu kinh văn như vậy. Kinh dân ngã quán như thị lợi ích an lạc đại sự nhân duyên thuyết thành đế ngữ. Nguyên nhân của câu nói này, cùng ý nghĩa ngữ khí trên hoa nghiêm pháp hòa đã nói gần như đều hoàn toàn giống nhau. Hoa nghiêm là viên giáo nhất thừa Pháp hoa cũng là viên giáo nhất thừa Vì thì bộ kinh này đã nói Cùng hoa nghiêm pháp hoa không gì khác Đương nhiên cũng là viên giáo nhất thừa Vào thời xưa Khi Thế Tôn ở đời Phật nói kinh điển này có người được thọ dụng hoa nghiêm là thế tôn vì chúng ta thị hiện ở trong định đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh nói ra cảnh giới họ ngộ nhập chính là đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh nói được tường tận Vì chúng ta xem tiếp đại sư huệ năng chúng ta khai ngộ Ngày không phải ở trong định ngài là nương tâm thanh tịnh bình đẳng giác nghe pháp khai ngộ Ngũ tổ Lão Hòa Thượng biết Ở Hoàng Mai 8 tháng Nghe đạt được thanh tịnh bình đẳng giác Có tư cách Nghe Phật Pháp Đại Thừa Vào canh ba nửa đêm Giảng cho Ngài nghe Kinh Kim Cang Đại khái là giảng đến một phần tư Giảng đến ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngày liền khai ngộ Ưng ừ vô sở trụ là cái gì? Trong tâm vắng lặng Thanh tịnh Chính là thanh tịnh nhất định giác Không trụ sắc Không trụ không Không trụ thế pháp Cũng không trụ Phật pháp Vắng lặng thanh tịnh Gọi là vô sở trụ Còn sanh tâm Sanh cái tâm chân chánh giác ngộ Chân chánh giác ngộ Là không nhiễm một trần thì kiến tánh rồi minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ chính là thực tiễn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm cảnh giới của ngài ngay lúc đó chính là cảnh giới ở trên kinh phật nói ra hai câu nói cho nên đem cảnh giới của ngài nói ra đây chính là báo cáo của Ngài Tâm đắc của Ngài Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt Bất sanh bất diệt Dạng pháp nhất như Dạng pháp bình đẳng vốn tự đầy đủ Không thiếu thứ nào Nói lời thành thật Chúng ta làm cho rõ ràng Làm cho tường tận rồi Có thể thể hội được cái ý nghĩa này Ngoài tâm không pháp Ngoài pháp không tâm Đầy đủ cái gì Toàn vũ trụ Toàn vũ trụ Là tự tánh vốn tự đầy đủ Không thiếu thứ nào trí huệ thần thông đạo lực phước đức tướng hảo mọi thứ đầy đủ tại vì sao hiện tại mất hết rồi bởi vì bạn khởi lên phiền não bạn khởi lên ý niệm không cho phép khởi lên ý niệm chúng ta thường nói buông xả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đây là cái ý gì chính là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm không hiểu tôi nói buông xả khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn hiểu vốn dĩ là một ý nghĩa Chúng ta biết được Phải nên buông xả Phật dịch chúng ta buông xả Thế nhưng chúng ta thế nào? Chưa buông xả Không buông xả thứ nào Khởi tâm động niệm chưa buông xả Phân biệt chưa buông xả Chấp trước chưa buông xả Vẫn cứ đang làm phàm phu sanh tử sáu cõi Có thể buông xả được hay không? Không thể nào Vì sao vậy? Chúng ta tuổi tác lớn rồi Thời gian cư trụ ở cái thế gian này càng ngày càng ít Nếu không muốn buông xả gì thì tiếp tục phải luân hồi sáu cõi Nếu như chịu buông xả gì thì rất may mắn Chúng ta chắc chắn dẫn sinh thế giới cực lạc liền thành Phật rồi Không buông xả không nên cho rằng chúng ta là đang học Phật Không nên cho rằng chúng ta chính mình đang niệm Phật Bạn xem Pháp Sư từ dân quán đảnh Sớ sao có Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Là ngày trước Tát. Ngài là người triều nhà Thanh Niên Đại Càng Long Đại đức của nhà Phật Ngài nói niệm Phật Có một trăm điều quả báo khác nhau Điều thứ nhất Chính là vô gián địa ngục Người niệm Phật Làm sao có thể đọa vào vô gián địa ngục Tôi chân thật xem không hiểu tôi đem sách này đi thịnh giáo với lão sư lý lão sư lý vừa thấy liền nói đây là việc lớn tôi không nói một mình ông nghe khi giảng kinh tôi phải tuyên bố với đại chúng đề cao cảnh giác của mọi người tại vì sao niệm phật đòi vào vô dáng địa ngục người xưa có một câu nói miệng niệm, niệm di đà tâm tán loạn đau mồm rác hồng cũng chỉ uổng công miệng niệm, niệm tâm không niệm miệng là giả tướng phật pháp trọng thật chất không trọng hình thức không trọng giả tướng Lão Hòa Thượng Hải Hiền Không có cái giả tướng này Bằng mỗi ngày xem thấy Ngài Ngài đang làm việc Ngài đang trồng trò Trồng lương thực Trồng rau cải Trồng trái cây Từ sớm làm đến chiều Không niệm Phật Người ta hỏi ngài, trong tâm của ngài niệm Phật làm gì không chứng ngài niệm Phật? Sới đất cày ruộng là niệm Phật. Cúi xuống bừa đất thì a di đà phật, ngẩng đầu lên thì a di đà phật, chân thật không gián đoạn. trồng rau nhổ cỏ phật hiệu không hề gián đoạn thậm chí buổi tối ở trong mộng đều niệm phật tôi có thể tin tưởng phật hiệu thuần thục rồi trong tâm ngoài phật hiệu ra không có niệm thứ hai buổi tối nằm mộng ý niệm vừa khởi vẫn là a di đà phật Cái công phu này Làm sao không được tam muội chứ Cho nên người chứng được niệm Phật tam muội Rất lâu, rất lâu rồi Người dụng công như vậy Người thành thật nghe lời Thật làm như vậy Đắc niệm Phật tam muội Phải nên ở trong 3 năm đến 5 năm Họ liền đạt được rồi Ngày không ngừng hướng nâng lên cao Công phu niệm Phật Tam muội có đẳng cấp Công phu thành khối Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Thông thường người chân thật làm Ba năm Công phu thành khối Thêm ba năm nữa Sự nhất tâm bất loạn Thêm ba năm nữa thì lý nhất tâm bất loạn Chúng ta thường gọi là Thất niên tiểu thành Cửu niên đại thành Lý nhất tâm bất loạn Chính là minh tâm kiến tánh Chính là đại triệt đại ngộ Giảng sanh thượng phẩm thượng sanh Sanh cõi thật báo trang nghiêm Tự tại giảng sanh Không nên nghe tin lời không thật Quỷ thần có dựa vào thân không thấy được toàn là lời thật Họ cũng là Chúng sanh sáo cõi Không khác gì chúng ta Không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu Lời nói của những người phụ thể này Có thể tin không? Không thể tin tưởng Tâm của họ không thanh tịnh vì lão hòa thượng này đã làm biểu pháp sẽ Ây, ảnh hưởng 9.000 năm mặt pháp của thế tôn đây là a di đà phật bảo ngài đến giao sứ mạng cho ngài biểu pháp sau cùng là nếu muốn phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng Đây là việc lớn nhà Phật Phật Pháp hưng suy chính là ở thời đại này Mọi người đều có thể hòa thuận Thì Phật Pháp liền hưng dưỡng Nếu như đôi bên bài trừ Tự khen mình chê người Phật Pháp liền sẽ tiêu diệt Các vị xem truyện ký của Đại sư Liên Trì Đại sư Điên Trì học thiên thai Không thuộc về thiên thai tông Vì sao vậy? vào lúc đó Hiền thủ Thiên thai Pháp tướng Thiền tông Mỗi người lập môn hộ Bài trừ lẫn nhau Đây là tướng Phật Pháp suy Cho nên ngài không thuộc về tông nào Tôi đều học Tôi không thuộc về bất cứ tông nào Đại sư Ngậu Ích Sau khi Ở Liên Trì Ngài là người cuối Triều Nhà Minh Tổng Nhà Thanh Sinh ra khoảng năm dạng lịch Triều Minh Khi Ngài giảng sinh Vào Triều Thanh vậy thì chính là nói có cái thấy của môn hộ thì sẽ không bao dung lẫn nhau cuối triều nhà minh thì rất rõ ràng đại sư xem thấy kinh vô lượng thọ rồi xem thấy kinh quán vô lượng thọ phật rồi ngài học hoa nghiêm học thiên thai xem thấy bộ kinh này cái này vốn dĩ là tổng kết của hoa nghiêm pháp hoa hoa nghiêm pháp hoa lối tắt của thành tựu lối đi thông đạo đặc biệt bạn y theo hoa nghiêm pháp hoa mà học Bạn chưa chắc có thể chứng được sơ tính gì Bồ Tát Đây là thật nếu bạn chuyên tâm niệm một câu a di đà phật để hoa nghiêm pháp hoa thì đều buông xả bạn tương lai vẫn sanh thành tựu là pháp thân bồ tát cùng bình đẳng với 41 vị pháp thân đại sĩ của kinh hoa nghiêm chứng được bình đẳng cho nên ngài buông xả cuối đời chuyên tu tịnh độ biết được giới luật rất quan trọng ngoài tịnh độ ra dùng công phu ở trên giới luật rất lớn để xướng trì giới niệm phật đây đều là biểu pháp tuyệt đối không phải phạm phu ngày chú a di đà kinh yếu giải đại sứ ấn quan tán thán đối với ngài nói rằng cho dù cổ phật tái lai làm chú giải cho a di đà kinh cũng không thể vượt hơn đây là tán thán đến cực điểm không cần thêm gì Thế nhưng loại tán thán này Người tin tưởng rất ít Người hoài nghi nhiều Năm xưa tôi ở Singapore Pháp sư Diễn Bồi liền hỏi tôi Đặc biệt mời tôi ăn cơm Mời tôi đến nhà hàng chay Linh Chi ăn cơm hỏi tôi ngài nói pháp sư tịnh không ngài có biết hôm nay vì sao tôi mời ngài ăn cơm hay không tôi nói tôi không biết tôi không có thần thông ngài nói tôi có một nghi vấn tôi muốn thịnh giáo với ngài tôi nói tôi không dám đó là lão tiền bối phật môn chúng ta ngài xuất gia từ nhỏ chúng tôi cũng là bạn cũ Mấy mươi năm cùng nhau Ngài nói Đại sứ Ấn Quang Tán tán đối với Di Đà Kinh Yếu giải của Đại sư Ngậu Ích Có phải là hơi quá một chút hay không Là cái vấn đề này Tôi trả lời với Ngài là Vô cùng kiên định Tôi nói không hề quá chút nào Ngài tán tán được rất thích hợp Người chân thật niệm Phật Người đạt được niệm Phật tam muội Chúng ta tin tưởng Đại sứ Ấn Quang đạt được niệm Phật tam muội Lý nhất tâm chúng ta không dám nói Sự nhất tâm là chắc chắn không vấn đề Nếu như căn cứ theo ghi chép trên truyền ký Lão Hòa Thượng vẫn còn ở đời Dường như là khi 77-78 tuổi Có một đứa bé Đứa bé này Chưa tiếp xúc qua Phật Pháp Trong nhà cũng không hoàn toàn tin tưởng Cô thấy một giấc mộng kỳ lạ. Mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát tên tuổi rất lớn. Người không học Phật cũng biết có một Bồ Tát Quan Thế Âm. Tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm rất nhiều, cho nên trẻ nhỏ đến đâu cũng có thể xem thấy. Bồ Tát Quan Thế Âm nói với cô: "Bồ Tát Đại Thế Chí mấy ngày nữa sẽ đến nơi này." Còn có duyên với Ngài Cô bảo người nhà dẫn cô đi gặp Ngài Ngày hôm sau cô đem việc này Nói với cha mẹ của cô Vừa lúc đó dường như cô có một người thân thích Người cô là một người học Phật Dẫn cô bé đi tìm cô của cô bé đó Người cô nói với bé Đúng vậy Bé hỏi có một đại thế chí hay không có một đại thế chí quan thế âm bồ tát mà người đều biết đại thế chí không ai biết thật khó như vậy cô ấy hỏi con tìm ngài để làm gì bồ tát quan thế âm nói với con đại sứ ấn quan chính là bồ tát đại thế chí hóa thân đến cái tin tức này thì còn gì bằng cho nên ấn tổ đi đến chỗ của họ người cả nhà họ đều đi lại ngài đem việc này nói với đại sứ ấn quan để sự ân Quang ngay lúc đó quát mắng cho họ một trận. nói với họ quyết định không nên nói như vậy nữa nếu nói nữa thì ta vĩnh viễn sẽ không gặp mặt các người nữa vì sau này không dám nói nữa cô bé nói ấn tổ còn có bốn năm nữa thì đi rồi chân thật Bốn năm sau Ngày 80 tuổi giảng sanh Mới đem sự việc này nói ra Vì chúng ta tỉ mỉ mà xem Hành nghi cả đời của Ngài Phong độ của Ngài Tư duy của Ngài Ngài làm ra Đích thực Rất giống Bồ Tát Đại Thế Chí bạn đem Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương để đối chiếu Đích thực rất giống Chúng ta có thể tiếp nhận cái cách nói này Đích thực Không chỉ một vị Phật Bồ Tát Ở cái thế gian này Phật Bồ Tát rất nhiều Phạm phu mắt thịt chúng ta không nhận biết để đến thân phận bộc lộ thì đi rồi sẽ không còn gặp nữa cho nên bộ kinh này đây là chỉ kinh gì chỉ a di đà kinh a di đà kinh cùng pháp hoa hoa nghiêm là giống nhau đồng một đẳng cấp mà còn chân thật là tổng kết của hoa nghiêm pháp hoa là thực tiễn của hoa nghiêm pháp hoa đích thực là một thông đạo đặc biệt người có duyên đạt được người có duyên thế nào là người có duyên thật tinh chân thật phát nguyện cầu sinh tịnh độ ta không muốn phải luân hồi sáu cõi nữa sự diệt thế gian này thấy đều buông xả phải quấy buông xả nhân ngã buông xả chân vọng buông xả thiện ác buông xả thế pháp phật pháp thấy đều buông xả chỉ một câu Phật hiệu một cái phương hướng Thế giới Tây Phương Cực Lạc Một cái mục tiêu thân cận A-di-đà Phật Không có ai không thành tựu 48 nguyện Nhất định phải xếp vào khóa sớm Năm xưa tôi ở Gia Châu, Hoa Kỳ Tịnh Tông Học Hội Hoa Kỳ thành lập Dương Nhất Hoa đảm nhiệm hội trưởng Hiện tại cái hội này vẫn còn Vẫn là ông làm hội trưởng Chúng ta viết ra một thiên danh chương Duyên khởi của tình tông học hội Là lấy danh nghĩa hàng quán trưởng phát biểu Đề xuất hành pháp của đồng tu tịnh tông chính là sinh hoạt hàng ngày, cũng chính là chúng ta nói giới luật cần phải tuân thủ năm khóa mục rất là đơn giản. Năm khóa mục này là tịnh nhịp tam phước, nguyên tắc chỉ đạo tối cao, ba đời chư Phật. Chánh nhân tịnh nghiệp Đem nó xếp ở đầu tiên Quan niệm lý luận của chúng ta Nó có ba điều Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Đây là điều thứ nhất Điều thứ nhất Chúng ta thực tiễn vào ba cái gốc của nho thích đạo Hiếu thân tôn sư Thực tiễn ở đệ tử quy từ tâm bất sát Thực tiễn ở cảm ứng thiên Phía sau tu thập thiện nghiệp Ba cái gốc của nho thích đạo Không có ba cái gốc này Không phải thật học Phật Cái khóa mục thứ hai tam quy ngũ giới cái khóa một thứ ba là lục hòa kính khóa một thứ tư lục ba la mật của bồ tát khóa một thứ năm phổ hiền bồ tát mười đại nguyện dương đủ rồi các thứ khác đều không cần Có thể làm được các khóa mục này Nhất tâm chuyên niệm a di đà Phật Không ai không giảng sanh Năm khóa mục này rất dễ ghi nhớ Không thể quên đi Khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm Đối chiếu lại Nếu như trái với năm khóa mục này Chắc chắn không thể làm tương ưng với năm khóa mục này thì phải nên làm tam phước lục hòa tam học lục độ mười nguyện thế nên kinh vô lượng thọ vẫn được càng rõ ràng bởi vì kinh văn dài Ở kéo giữa ba nghiệp Trong phòng thứ tám nói Chúng ta xem thấy Một thí dụ không giống với Kinh Đại Thừa thông thường Trong Kinh Giáo Đại Thừa Phật nói ba nghiệp Đều là nói thân khẩu ý Bốn kinh này Phật đã nói Ngài đã nói là khẩu thân ý Đem khẩu nghiệp để thứ nhất Đây là có ý nghĩa đặc biệt Khẩu nghiệp rất dễ dàng phạm Cho nên khẩu nghiệp có bốn điều bằng xem thân ba điều, ý ba điều, khẩu bốn điều Rất dễ dàng phạm Người học Phật, người niệm Phật Công đức đã niệm đều từ trong miệng lưu xuất ra Không thể bao dung Không thể dung nhẫn Ưa ừ thích phê bình Cho nên niệm Phật cả đời Không thể giảng sanh Lão Hòa Thượng Hải Hiền cả đời 92 năm niệm Phật Ngày là tích lũy Công hệ bị tiêu mất Cái công đức này bao lớn Chúng ta là một mặt niệm Một mặt tiêu mất Tạo khẩu nghiệp Cho nên Phật đem nó xếp hạng thứ nhất Đặc biệt răng dạy người niệm Phật Bởi vì đây là thông đạo Mau chóng đặc biệt Thông đạo mau chóng thành Phật Mười nghiệp thiện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Kéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Cũng chính là không vọng ngữ Không hai chiều Không theo dệt Không ác khẩu phải giữ lấy tại vì sao có thể tạo nghiệp đương nhiên ý nghiệp là chủ bạn khởi tâm động niệm bất thiện ý nghiệp là tham sân si tự tư tự lợi Tham sân si mạng Năm độc đầy đủ Khởi tâm động niệm Rất dễ dàng Rất tự nhiên Đều nghĩ đến Tổn người lợi mình Vì thì hỏng rồi Vì thì Tạo nghiệp ba đường ác Chính mình không hề biết Hữu ý vô ý Ngày ngày đang tạo không tích lũy được công đức thời gian niệm phật ít thời gian tạo nghiệp dài sức niệm phật mỏng yếu sức mạnh tạo ác hùng hậu bạn làm sao có thể rời khỏi ba đường nói ra lời nói hơi khó nghe bạn làm sao có thể rời khỏi địa ngục toàn là tạo nghiệp địa ngục kinh có nghe hiểu hay không không hề nghe hiểu biến số nghe chưa đủ tại vì sao không đủ là dùng tâm tán loạn để nghe dùng tâm toán loạn để niệm phật cho nên nghe kinh niệm phật không có được hiệu quả hiện tại chúng ta đổi một phương pháp đem cái đĩa của lão hòa thượng hải hiền xem thành là kinh vô lượng thọ tổng kết của kinh vô lượng thọ tôi khuyên mọi người một ngày xem ba lần xem một năm xem truyền hình về tinh hoa tạng các vị có chịu phát tâm làm cái việc tốt này một ngày chiếu ba lần Sáng sớm chiếu một lần Buổi trưa chiếu một lần Buổi tối chiếu một lần Đề xướng Một năm Một ngày xem ba lần Một năm là một ngàn lần Một ngày có thể niệm mười ngàn câu Phật hiệu vậy thì ba trăm sáu mươi lăm dạng câu Phật hiệu qua một năm này chắc chắn hoàn toàn khác. Giảng sanh thế giới cực lạc chắc chắn nắm chắc. Nếu như ba năm không gián đoạn, bạn chắc chắn được sanh. Đây là thật, không phải là giả. bổn kinh hưng khởi nhân duyên chính là đại sự lợi ích an lạc đại sự chính là liễu sanh tử xuất tam giới đây là đại sự liễu sanh tử thành phật đạo đại sự đệ nhất đẳng ngay trong đại sự chính là nói thành đế ngữ kỳ thật không có một chữ là lời giả dối nói cái gì chỉ kinh vô lượng thọ cùng a di đà kinh tịnh độ ba kinh một luận thành đế ngữ kinh luận của tịnh tông không nhiều khả kiến tịnh độ pháp môn chi hưng khởi chánh đồng ư hoa nghiêm pháp hoa đồng vi nhất đại sự nhân duyên giả chúng ta phải có thể thể hội được xem tiếp cái đoạn phía sau này giớ sao vân kim đản nhất tâm trì danh tức đắc bất thoái thử nãi trực chỉ phàm phu tự tâm cứu cánh thành phật nhược năng đế tính hà tu bến lịch tam thừa cửu kinh cửu kiếp trong đời thừa giáo thông thường nói bồ tát tu hành cái a tăng kỳ kiếp thứ nhất trải qua bốn vị thứ thập trụ thập hạnh thập hồi hướng bốn vị thứ phía trước có thập tính thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng một a tăng kỳ kiếp cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai Từ sơ địa đến thất địa Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba Bát địa, cũ địa, thập địa Thời gian dài đến như vậy Trải qua nhiều dị thứ đến như vậy Pháp môn tịnh độ không cần như vậy Pháp môn tịnh độ chỉ cần một câu Phật hiệu hải hiền hải khánh hai vị pháp sư làm ra cho chúng ta xem làm gì phiền phức như vậy hai vị đại đức đều đã giảng sanh rồi tự tại giảng sanh nói đi thì đi Pháp Sư Hải Khánh lưu lại kim thân Lưu lại toàn thân xá lợi Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu diễn cho chúng ta Một trăm người hai tuổi Hai mươi tuổi xuất gia học Phật Học Phật chín mươi hai năm Chỉ một câu Phật hiệu Ngày ngay thời quá sớm tối Đều không làm bao gồm kinh chú ngài đều không biết người khác làm thời khóa sớm tối ngài ở bên cạnh nghe niệm a di đà phật những người đó thành tựu ai có thể so sánh được với ngài ngài trị bệnh cho người người ở ngay địa phương tin tưởng ngài có bệnh khổ đều tìm ngài Người nhỏ một nắm cỏ ở trên đất Bảo bạn mang về nhà uống liền được khỏi Ngài cũng không có phương thuốc Cũng không có giảng đạo lý gì Chỉ cần Ngài hốt lấy một nắm Những thứ hoa cỏ này Đều biến thành thuốc hay Cho nên người địa phương nói Lão Hòa Thượng có thần thông Đoạn từ trên địa tỉ mỉ mà xem Ngài thật có thần thông Ngài không phải là giả Ngài không lộ thân phận Gặp được cái pháp môn này Kinh này thừa nói Chúng ta phải tin tưởng đều là quá khứ vô lượng kiếp cúng dường vô lượng chư phật như lai ngày nay lại gặp được bổn kinh này ngay trong âm thầm được sự giá trị của vô lượng chư phật bạn mới có thể tin bạn mới có thể nguyện bạn mới có thể niệm phật Mẫu thân của Lão Hòa Thượng biểu diễn một chiêu Làm người xem thấy ai không thể không tin tưởng Mẫu thân của Ngài 86 tuổi Niệm Phật giảng sanh Trước khi giảng sanh Giống gì ở chùa Phật Lai cùng ở chung với lão hòa thượng bởi vì cuối đời lão hòa thượng chăm sóc mẫu thân có một hôm nói với lão hòa thượng muốn về quê hương lão hòa thượng khuyến cách nào cũng không được nhất định phải về quê hương đành phải cùng về quê hương với bà vì quê nhà bà bà gọi hết thảy con cháu đến người thân quyến thuộc trong nhà đều gọi đến lão thái thái đích thân xuống bếp gói há cảo buổi tối cùng nhau ăn cơm ăn cơm đoàn tụ sau khi ăn xong bà ngồi xếp bằng trên ghế nói với mọi người ta đi đây chân thật ra đi nói câu nói này thì đi thật bạn nói xem thật tự tại thật tuyệt đẹp lão hòa thượng mới biết được bà muốn giảng sanh bà về quê nhà giảng sanh muốn cho những giảng bối này xem biểu diễn cho mọi người xem lão hòa thượng lúc đó hoàn cảnh rất không tốt rất sơ sài mà an táng bà dường như cách thượng 6 năm Tâm lão hòa thượng luôn là bất an Muốn cải tán cho bà Đổi một cổ quan tài Tương đối tốt hơn để cải tán Sau khi đào mộ lên Quan tài mở ra không có người Trong một quan tài sạch sẽ thanh tịnh Lưu lại mấy cái đinh đóng quan tài không thấy người. Trước sau là mờ mịt, đến hiện tại không có người biết. Lão hòa thượng cũng không nói. Có phải Bồ Tát hóa thân hay không? Chuyện này rất khó nói. Nói với chúng ta một câu nói chân thật, chính là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, mẹ của ngài cũng là như vậy. người cả nhà ở trong quê làm ruộng đời sống rất là gian khổ cho nên không có đi học không có đọc sách không biết chữ người cả nhà cha mẹ và ông bà nội của ngài đều là học phật đều là niệm phật thế gia niệm phật Tại vì sao có thành tựu lớn đến như vậy Không gì khác Phải thật tin Đối với thế giới cực lạc Phải thật tin đối với A-di-đà Phật Không có chút tâm hoài nghi Đời cách mạng Văn hóa 10 năm Gặp phải khổ nạn rất lớn Ngày niệm Phật không gián đoạn Không cho niệm Phật Thì trong tâm niệm Phật Làm bất cứ việc gì đều niệm Phật chính một câu phật hiệu này đại sư liên trì năm xưa ở đời bốn lần thấy được a di đà phật chúng ta tin tưởng lão hòa thượng thấy a di đà phật chắc chắn không chỉ bốn lần cổ như vậy Ai đến an ủi Ngài a di đà Phật đến an ủi Ngài Có người hỏi Ngài Cái gì xem địa thì biết Ngài thấy a di đà Phật Yêu cầu a di đà Phật tiếp dẫn Ngài giảng sanh a di đà Phật không chịu Dẫn bảo Ngài lưu lại thế gian làm biểu pháp biểu pháp của nghĩa rộng là một tấm gương tốt cho người khác xem cho người học phật xem bạn xem năm cái khóa mục này của tình tông chúng ta tình nghiệp tam phước ngày cũng không hiểu Thế nhưng Ngài làm được rồi Hiếu dưỡng cha mẹ Ngài làm được rồi Tôn kính sư trưởng làm được rồi Bạn xem sư phụ của Ngài Sau khi sư phụ giảng sanh trò cốt Sư phụ cũng rất cực khôi Cái mộ đó của Ngài Tháp mộ phải nên là Ngài dặn bảo Đem tro cốt của Ngài chôn ở bên dưới phiến đá Bên dưới của tháp Để cách mạng văn hóa Hồng Dị Binh phá hoại Đem cái tháp của Ngài khai quật ra Mở tháp ra không có thứ gì bên trong Nếu như có tro cốt bên trong Sớm đã bị hủy hoại rồi Nó ở bên dưới Không có người biết bước ép hỏi, bước ép hỏi, lão hòa thượng hải gì, người nói thật không hề biết. vì sao lại đào sâu xuống dưới đào lên được mới biết được lão sư phụ có thần thông, biết được có cái kiếp nạn này đem tro cốt chôn ở bên dưới, cho nên tro cốt này có thể bảo tồn, đây là lão sư của ngài sư phụ Ngài Trùng tân cải tán cho Ngài Xây tháp dựng bia Sau khi để cách mạng văn hóa xong Ép bức người xuất gia hoàng tục Ngài không hoàng tục Thế nhưng không cho phép Ngài ở chùa Đại đội sản xuất nơi đó Bảo Ngài làm đại đội trưởng không cho niệm phật thì niệm trong tâm không có lại phật thì buổi tối lại mọi người đều ngủ rồi ngày thức dậy lại phật trong đòi thức ăn lớn có đồ tanh ngày ăn rau bên thịt nhận chịu bao nhiêu khổ nạn Đại sư Ấn Quang biết Cho nên khuyên bảo chúng ta Ở trong đại thời đại này Đạo tràng của Phật giáo Nên nhỏ Đồng tu không vượt quá 20 người Nếu như làm như vậy Chính phủ cho phép Quang nghĩ Sẽ không gây phiền phức Đạo tràng nhỏ cũng dễ dàng duy trì Có mấy người nhiệt tâm hộ Pháp thì đủ Lại hướng hồ Chùa Phật Lai Chính mình trồng tỉa Chính mình thu hoạch Diện tích ngày trồng trọt rất lớn Hơn 100 mẫu Cho nên lương thực, rau cải, trái cây rất nhiều Cứu tế cái khu vực này Mấy dạng người Lão Hòa Thượng tu bố thí Đây là tài bố thí Nội tài ngoại tài Nội tài là thế lực Ngày mỗi ngày làm việc là vì đại chúng Trong miếu Chỉ có bốn người Cần phải có hạng Cúng dường đại chúng Nhất là những năm mất mùa Để mọi người có thể ăn được no Mỗi niệm vì chúng sanh lo nghĩ Không hề vì chính mình lo nghĩ Làm cho người rất ngưỡng mộ 112 tuổi Không có người chăm sóc Bất cứ thứ gì Đều là chính mình làm Chặt củi chính mình làm Nấu cơm Giả gạo Đem lúa giả thành gạo Thấy đều chính mình làm Nấu cơm trồng rau Đều là chính mình làm Những thứ này Lão Hòa Thượng Từng cái từng cái đều hồi hướng giảng sanh Chính mình đến 112 tuổi Vẫn là Việc gì đều chính mình làm Bạn thấy trồng trọt Từ sớm đến tối Không hề ngơi nghỉ Trèo cây Hái trái Có một số Phật giáo đồ đến thăm Ngài Ngài leo lên cây hái trái Phân cho mọi người Việc này đều được ống kính ghi lại Cặp mắt không mở. Còn có thể xỏ kim Còn mây giá quần áo Đồ đệ của Ngài cúng vừa ngày chiếc tăng bào Ngài mặc vào quá dài Lập tức đem kim chỉ ra Ngài đem lai áo mai lại Dài ngắn vừa dặn Lập tức liền làm cả đời không cầu người phật giáo như vậy không có người phản đối phật giáo như vậy mọi người đều sẽ tán thán cả đời khổ cực cần lao vì đại chúng không vì một người đại công vô tư không cần tiền không cần danh không cần lợi mọi thứ đều buông xả đáng được chúng ta học tập chúng ta cũng đến tuổi tác này rồi tuổi táng đáng ra đi rồi phải dạng duyên buông xả hoạt động mô hình lớn quốc tế sau khi tôi xem cái đĩa này của lão hòa thượng tôi phải thúc liễm tôi không tham gia nữa tôi khuyến khích mọi người tham gia mọi người đến đây thăm tôi tôi hoàn nghênh tôi không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào cho nên chúng ta xem thấy cái thị hiện này làm tấm gương tốt nhất cho đồng tu tịnh tông cho ai cho tôi không phải cho người khác tôi xem rồi tiếp nối kính giác đây chính là vậy tôi không liên quan với người khác ai thấy được ai có thể tiếp nối kính giác họ liền được lợi ích tôi không muốn gì khác tôi chỉ muốn giảng sanh đời sống thế gian khổ một chút tốt vì sao vậy không có lưu liếng nếu như đời sống quá tốt không muốn đi tình chấp quá nặng tài sắc danh lợi đều có thể lưu giữ chúng sanh ở lại thế giới ta bà ở sáu cõi luân hồi bạn có thể gạt bỏ bạn mới có thể lìa khỏi bạn mới có thể đạt được giá trị của Phật Bồ Tát chúng ta xem chú dạy của Niệm lão hạ dị cố tại vì sao bộ kinh này cầu hoa nghiêm pháp hoa bình đẳng như di đà sớ sao dân kim đản nhất niệm trì danh tức đắc bất thoái vì bất thoái ở đây là a duy diệt chí vì thứ nhất vì bất thoái bạn là thánh nhân bạn không phải phàm phu vì gì bạn sẽ không thói chuyển Vì thứ hai là hạnh bất thoái bạn đây là đại thừa bạn đi là con đường thành phật không phải thanh văn không phải chuyên giác không phải quyền giáo bồ tát bạn chọn lựa con đường chính xác phàm phu tự tâm cứu cánh thành phật đây là nói nhân của chúng ta duyên a di đà phật làm tăng thường duyên cho chúng ta bạn có cái nguyện này có cái tâm này thì mới có thể giúp bạn tiếp nhận bạn đến thế giới tây phương cực lạc nhược năng đế thính chân thật tin tưởng Bạn không cần trải qua Ba thừa Thanh văn duyên giác Bồ Tát Không cần trải qua như vậy Thời gian này rất dài Cửu kinh đa kiếp Ba A Tăng kỳ kiếp Không cần thiết Bạn nghe đời này thì thành công rồi liền thành tựu rồi bớt việc nhất niệm Đốn chứng Bồ Đề nhất niệm này chính là a di đà phật danh hiệu đốn chứng không phải tiệm tu lập tức liền chứng đắc cái bồ đề này là vô thượng bồ đề liền vào được cảnh giới của phật khải phi đại sự đây không phải là đại sự còn có cái gì gọi là đại sự chứ phàm phu một đời thành phật xem bạn có phước báo hay không tin tưởng liền có cái phước báo này không tin tưởng không có cái phước báo này không có cái phước báo này không cần khuyên họ khuyên họ sanh phiền não vui vẻ hoan nghỉ tùy duyên thì tốt có cái phước báo này nên khuyên họ Vì sao vậy? Ngay đời này chắc chắn thành công Khả kiến tình tông Chánh thị trực chỉ Đốn chứng chi pháp Không công quẹo không phải đường công là đường thẳng Dĩ niệm Phật tâm Nhập Phật tri kiến Ngày nay Pháp Sư Hải Hiền Làm ra tấm gương cho chúng ta xem 90 năm như một ngày Chính là một câu danh hiệu vào tri kiến Phật Khi Ngài giảng sanh Dùng bộ kinh này làm chứng cứ, chứng minh Chắc chắn là thượng phẩm thượng sanh Tịnh tông chi hưng khởi Chánh do thử đại sự nhân duyên giả hoa nghiêm pháp hoa là đại sự tịnh tông là đại sự trực tiếp ngay trong đại sự thông đạo mau chóng vì thì bên dưới tường tận nói rõ tường minh bổn minh hưng khởi chi nhân duyên bổn kinh hưng khởi nhân duyên Đoạn thứ nhất Xứng tánh cực đạm Như lai chánh thuyết Đoạn nhỏ thứ nhất phía sau Hoa nghiêm pháp hoa Huân viên Đốn xứng tánh chi giáo Đảng kỳ quy thú khước tại bổn kinh Nguyên văn của niệm lão nói Hoa nghiêm pháp hoa Huân nhiên đúng xứng tánh chi giáo Đảng kỳ quy thú khước tại bổn kinh Yếu giải phần Tuyệt đại viên dung Bất khả tư nghị Hoa nghiêm áo tạng Pháp hoa mật tùy Nhất thiết chư Phật Chi tâm yếu Bồ Tát dặn hạnh Chi tư nam Giai bất xuất ư thử hỷ Chỗ này Hoàng niệm lão Trước tiên dùng Di đà yếu giải Khai thị của Đại sư Ngậu Ích Khai mở rõ ràng cho chúng ta Đại sư Ngậu Ích Tán thán bổn kinh rằng Tuyệt đại viên dung Bất khả tư nghị Tuyệt đại không phải tương đối Cũng chính là nói Không có tất cả có thể so sánh được với nó Không cách gì tưởng tượng Bất khả tư nghị là không cách gì tưởng tượng hoa nghiêm áo tạng pháp hoa mật tùy nói tạng nói tùy đều là nói đến trung tâm một điểm trọng yếu nhất giống như trái tim của một người vậy vì chúng ta liền biết Tổ sư Đại Đức xưa nay cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ Chính là trung bổn của Hoa Nghiêm Nội dung bên trong cùng Hoa Nghiêm Không hai không khác Phân lượng ít hơn so với Hoa Nghiêm Chỉ có một quyển Hoa nghiêm ở Trung Quốc Ba lần phiên dịch Ngoài bản trung lập ra Đem nó hợp lại tổng cộng 99 quyển chín mươi chín quyển rút gọn thành một quyển chính là bổn kinh bổn kinh này triển khai ra chính là kinh hoa nghiêm 99 quyển, 99 quyển kinh Hoa Nghiêm rút gọn thành một quyển chính là Kinh vô lượng thọ. Học kinh vô lượng thọ là viên mãn Hoa Nghiêm. Học kinh vô lượng thọ là viên mãn pháp hoa. Không chỉ như thế còn là nhất thiết chư Phật chi tâm yếu Nhất thiết chư Phật là chỉ mười phương ba đời Họ đã tu, đã chứng Đã hoàng dương Hạt nhân tinh hoa đã giáo hóa chúng sanh Đều ở trong bộ kinh này Học bộ kinh này thì bằng giới học tất cả rồi Bồ Tát vạn hạnh chi tư nam Tư nam là chỉ nam Đều không ngoài kinh này Thì có bổn kinh xưng vi xưng tán Chi cực đàm giả Cực là cái gì? Nói đến cực điểm Nói đến đại viên mãn Nói đến cứu cánh rồi có thể không tin sao chúng ta ngay trong một đời này may mắn nào có thể gặp được pháp môn này gặp được bộ kinh điển này có thể gặp được chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ chú giải này không giống tất cả chú giải khác chú giải của ngài là Dùng phương pháp tập chú Tập chí Đại thừa kinh luận 83 loại Hòa nghiêm pháp hoa đều ở trong đây Tập chú sớ 110 loại Của tổ sư đại đức xưa nay Những tổ sư đại đức này đều là minh tâm kiến tánh đều không phải người thông thường cho nên đọc bộ chú giải này liền đã đọc tất cả kinh đại thừa bao gồm khai đạo của tổ sư đại đức bạn đều xem thấy ở trong đây một là tất cả tất cả là một Đoạn thứ ba phía sau Gần như cùng nguyên văn hoàn toàn Giống nhau Bởi vì cái đoạn này quá quan trọng Toàn bộ Chọn lấy Chúng ta xem 153 tờ chú giải Chú Giải Hàng Thứ Năm Hậu Nhật Bản Đạo Ẩn Ư Sở Trước Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải Trung Bộ sách này rất nổi tiếng trong tình độ tông của Nhật Bản. Tình Đồ tông Nhật Bản Một bộ Chú giải quan trọng nhất Những Pháp sư của Nhật Bản Ở nơi Kinh Vô Lượng Thọ Hạ Công Phu rất sâu Chú sớ của Đại Đức xưa Đại khái có hơn 20 loại Trung Quốc Quốc gia Chính mình Tổ sư Đại Đức Chỉ có hai người Hai loại chú giải Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là dị mới xuất hiện Đây là loại thứ ba Nhật Bản có hơn 20 loại Trong chú giải này nói Ngũ trượt chi thế Tạo ác chi thời Thánh đạo nhất chủng kim thời năng tu kỳ năng phi nhất kỳ năng phi nhất đây là nói cái thời đại này của chúng ta Hiện tại chúng ta cư ngụ Cùng với trên kinh đã nói Hoàn toàn giống nhau Ngủ trượt Là năm loại ô nhiễm Trượt là hiện tại nói ô nhiễm Chúng ta ở chỗ này xem thấy Đúng tờ thứ 13 có Chú thích này Điều thứ 22 Điều thứ 22 Tờ 13 Năm loại này Chúng sanh trượt Kiến trượt Phiền não trượt Mạng trượt Kiếp trượt Trong năm loại này Trung tâm Chính là Kiến trượt cùng phiền não trượt Bởi vì hai loại nguyên tắc này Mới có chúng sanh Mạng kiếp Kiến Vì chánh pháp dĩ diệt Tượng pháp tiệm khởi Tà pháp chuyển sanh Tà kiến tăng thạnh Bất tu thiện đạo Thì danh kiến trượt Chánh Pháp một ngàn năm đã đi qua rồi Tượng Pháp tiếp nối Đó là Phật diệt độ Một ngàn năm thứ hai Ngày nay là Phật diệt độ Một ngàn năm thứ ba Đã đi qua rồi Mà Pháp Mười ngàn năm một ngàn năm thứ nhất đi qua rồi một ngàn năm thứ nhất của mặt pháp đi qua rồi cho nên ngày nay chúng ta gặp được chánh pháp đã diện tượng pháp đã diện hiện ta là mặt pháp Chúng ta tin tưởng Tổ sư Đại Đức xưa nay Của chúng ta Những người này không giống như người nước ngoài Người chúng ta rất xem trọng lịch sử Mà còn xem trọng sự thật Trên lịch sử ghi chép phải chân thật gìn giữ dự tính cho đời sau Những tổ sư đại đức xưa nay của chúng ta Các ngày dùng là kỷ niên niên Trong bộ khóa tùng nhà Phật Đều có Bạn xem phổ Phật Trong thích ca như lai phổ Phật Đều nói đến Thế tôn xuất thế vào năm 24 giáp dần Châu Chiêu Dương Thích Ca Mâu Ni Phật thuộc về Lão Hổ Năm giận Diệt độ vào năm 52 Châu Mục Dương Cho nên thế thọ Người Trung Quốc tính tuổi mụ 80 tuổi 80 tuổi qua đời Cái niên đại này Ở Trung Quốc thì rất rõ ràng Châu Mục Dương Năm 52 Cách giới hiện tại chúng ta Chính là từ diệt độ Châu Mục Dương diệt độ Cách với chúng ta là 3041 năm Đây là ghi chép của người Trung Quốc Người nước ngoài thì hơn 2.500 năm Cùng ghi chép của chúng ta sai lệch 600 năm người ấn độ không xem trọng đối với việc này họ không xem trọng lịch sử vào thời xưa người ấn độ xem trọng khai ngộ hiện tại phật giáo ấn độ không có phật giáo đại thừa truyền đến trung quốc bén rệ ở trung quốc tiểu thừa truyền ở nam dương đại thừa là bắc truyền trung quốc nhật bản hàn quốc mông cổ cái mảng này đều là đại thừa ngoài ra một tông phái mật tông truyền đến tây tạng đây là tạng truyền phật giáo ngày nay ba đại ngữ hệ đại thừa là hán ngữ mật truyền là tạng ngữ tiểu thừa là văn ba ly học tập kinh điển phật pháp ba loại văn tự này nhất định phải học tập văn tự là công cụ không có công cụ thì bạn làm không được dẫn đến năm trượt cái ô nhiễm này ô nhiễm hiện tại thì nghiêm trọng hơn quá nhiều so với thời kỳ đầu mặt pháp ô nhiễm hiện tại thực vật thứ để ăn không sạch sẽ Nước uống không sạch sẽ Hít thở không khí không sạch sẽ Những ô nhiễm này nếu như không thể được cải thiện Khoa học gia nói với chúng ta Nhân loại trên địa cầu này Sau 50 năm Cái địa cầu này không thích hợp Nhân loại cư trụ Người không thể ở Đây là vấn đề rất nghiêm trọng 50 năm rất nhanh sẽ đến ba mươi năm trước tôi không hề nghe nói cái gì là bảo vệ môi trường cái danh từ này không nghe nói qua Tôi lần đầu đến Hồng Kông để giảng kinh Năm 1977 Không hề nghe nói qua bảo vệ môi trường Vì sao mới nghe nói Cảm thấy càng lúc càng nghiêm trọng Cảm thấy không bảo hộ Hoàn cảnh thì không được Sinh ra nguy cơ đối với sinh tồn của nhân loại vào lúc đó Tôi vừa nghe được cái danh từ Hoàng Bảo Có người đến hỏi tôi họ nói quan bảo hữu dụng hay không? đáp ừ. án của tôi là không hữu dụng. họ nói gì sao vậy? bạn nói là biểu hiện bên ngoài. hoàn cảnh ừ. ô nhiễm từ đâu mà ra? phải tìm gốc. Trung y chúng ta là trị căn gốc. trên thân tự nhiên liền tốt căn gốc quan trọng căn gốc ô nhiễm là gì chính là kiến trược phiền não trược chính là hai thứ này hay nói cách khác chúng ta phải hiểu được hoàn bảo tâm lý bắt tay từ hoàn bảo tâm lý bên ngoài liền rất dễ dàng có hiệu quả tâm lý không nói đến hoàng bảo thì bên ngoài sẽ không có được hiệu quả cho nên cái ô nhiễm này mỗi năm sẽ càng nghiêm trọng hơn không khí ô nhiễm đặc biệt rõ ràng khói mù chính là ô nhiễm trong không khí này có độc mà ngày ngày không ngừng đang hít thở hít thở lâu rồi trong ngũ tạng lục vũ đều có vấn đề phải làm sao cái vấn đề này có nghĩ qua hay không Ăn uống có vấn đề. Ăn cơm thấp thẩm không ăn. Uống nước cũng có vấn đề. Hiện tại không khí có vấn đề. Con người làm sao mà sống đây? Phật thấy rõ đối với sự việc này. Trinh Kinh nói được rõ ràng như vậy sự việc này sinh ra vào mặt pháp mặt pháp sinh ra một ngàn năm trước đã sinh ra rồi hiện tại tích lũy một ngàn năm đến ngày nay một nghìn bốn mươi năm để chúng ta rõ ràng cảm xúc được sâu sắc cảm xúc được rồi Điều này trên kinh đã nói nhiều lúc này Chính pháp, tượng pháp Đều không còn tà pháp chuyển sanh Sanh chính là hưng khởi Ở trên kinh Phật nói Tà sư nói pháp Nhiều như các sông hàng khúc giải nghĩa kinh đây là hiện tượng ngày nay phổ biến phật giáo toàn thế giới pháp nào là chánh tâm chánh hành chánh ngôn chánh không có pháp nào không phải chánh pháp tâm nếu không chánh ngôn không chánh hành không chánh không có pháp nào là chánh pháp cho nên tôi khuyên mọi người đem cái địa của lão hòa thượng làm thành Kinh Vô Lượng Thọ để học tập Vì sao vậy? Cái đó dễ hiểu Cái đó trực tiếp Bạn xem một trăm lần không hiểu Xem nhiều hơn Xem một trăm lần Xem một ngàn lần thì bạn hiểu Chánh tri, chánh kiến của bạn liền sanh ra Bạn không làm cho rõ ràng Không làm cho tường tận Cách thấy, cách nghĩ, cách nói, cách làm của bạn Đều là tà tri, tà kiến Tà kiến tăng thạnh Bất tu thiện đạo Ngày nay mọi người tu đạo gì? Tu tham sân si mà nghi Năm đạo này nghiên cứu cách tham thế nào, làm thế nào tham tài được nhiều mới có thể mau chóng tràn đầy. Chẳng phải nghĩ những thứ này sao? Qua toàn thế giới lịch sử năm 000 năm có văn tự ghi chép chỉ có lão tổ tông dân tộc chúng ta tích đức đời đời kiếp kiếp đều tích đức. Không có đời nào Không nói đến luân lý đạo đức Không có đời nào Không nói đến tứ duy bác đức Bốn khoa này Là đại căn bản Của truyền thống văn hóa chúng ta Người nước ngoài trên lịch sử không tìm thấy Cho nên người ta nói tai nạn Nói nước ngoài tôi tin tưởng Ở chúng ta thì tôi không tin Thế nhưng Trung Quốc 200 năm này 200 năm gần đây nhất Bỏ mất đi giáo huấn của Tổ Tông Không cần nữa Đây là sai lầm Tổ Tông sẽ trừng phạt đối với họ Không phải lấy mạng của họ Giáo huấn dằn mặt họ một trận Việc này rất có thể Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng Cầu tiền tài được tiền tài Cầu công danh được công danh Cầu phú quý được phú quý Ngay cầu thành Phật đều có thể thành Phật Hữu cầu tác ứng Không cần Phật Chính là cái phương diện chánh Ta đều không cần Quả báo của ta là ác báo Cái sự việc này rất phiền phức Tôi đã có không ít năm ở nước ngoài Tôi thấy đều hiểu rõ Tôi đã từng nghe có đồng tu nói với tôi Có một nhà người Mỹ Nhà đất ở Hoa Kỳ bán hết Di dân đến Đài Loan Ở bộ lý trung bộ của Đài Loan Người ta hỏi họ Tại vì sao đến Đài Loan Họ nói Hoa Kỳ có tai nạn Họ đến Đài Loan để tị nạn Đã ở hơn một năm rồi Có người này có trí huệ Không biết ai nói với họ Cho nên xem ở nơi nào có tai nạn Bạn đi xem Trượt ác trượt ác vô cùng nghiêm trọng thì ở nơi đó liền phiền phức ít đến thì tốt trượt ác nhẹ không thể nói không có không có thì trên thế giới này tìm không ra không thể tìm được chỉ có trượt ác nhẹ không phải rất nghiêm trọng ở nơi đó có thể có thể ở tu hành nếu như các vị muốn hỏi tôi Tôi già rồi 88 tuổi rồi Thời gian giảng sanh càng lúc càng gần Tôi ở Hồng Kông này vậy Công đi đâu nữa Duy nhất một tâm nguyện Chính là hy vọng có thể có mấy người trẻ tuổi Chân thật phát tâm Kế thừa tịnh độ tông Kế thừa bộ kinh vô lượng thọ này Cái pháp môn này Đêm nó truyền lại Truyền đến toàn thế giới Tôi chỉ có một nguyện vọng như vậy Ngoài ra không cầu gì cả Dạng duyên buông xả Không có gì tốt hơn niệm Phật Tôi hiện tại học tập Cùng với Lão Hòa Thượng Hải Hiền Trong tâm Phật hiệu Không để nó gián đoạn Chỉ một mục tiêu, một phương hướng Cầu sanh thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà Phật ngày nay chúng ta thấy tôi là cả đời không xem báo chí không xem truyền hình không có điện thoại người ta tặng điện thoại cho tôi tôi đều bỏ hết đó là gì vậy đó là ma không phải là thứ tốt làm cho bà ngày đêm không yên tôi không có bất cứ việc gì chính là phân hưởng với mọi người kinh vô lường thọ một bộ kinh một câu phật hiệu người người đều là người tốt mọi việc đều là việc tốt thật buông xả thật thường tại đặc biệt tôi nhận ảnh hưởng sâu sắc đối với cái địa của lão hòa thượng hải hiền này cái đĩa này nhờ vào đồ đệ của ngài pháp sư ấn chí đưa đến cho tôi tôi vừa xem liền tường tận vừa xem liền hiểu lão hòa thượng truyền đạt cho tôi cái tin tức gì tôi liền biết được chúng ta đều phải làm chứng chuyển cho đại chúng niệm phật là một tấm gương tốt phiền não trượt vì chư chúng sanh đa chư ái dục sang tham đấu tranh yểm khúc hư cuồng nhiếp thọ tà pháp Não loạn Tâm thần Đây gọi là phiền não trượt à, Phiền não thuộc về tư hoặc Chính là bạn nghĩ sai Kiến trượt là bạn thấy sai Bạn không thấy được chân tướng sự thật à, Giáo dục Phật Đà Quan trọng nhất không gì khác Hiểu đến cách nhìn sai lầm Cách nghĩ sai lầm của chúng ta Yêu cầu chúng ta phải dùng chân tâm Không nên dùng vọng tâm Cái kiến trượt cùng phiền não trượt này Đều là vọng tâm Không phải chân tâm Trong chân tâm không có tham sân si mạng nghi Trong chân tâm không có ngã chấp Không có pháp chấp chân tâm là thanh tịnh bình đẳng giác chân thật làm thế nào hồi phục chân tâm của chúng ta một câu phật hiệu này phương pháp rất có hiệu quả lại là rất đơn giản lại là rất dễ dàng chỉ cần bạn kiên trì a di đà phật a di đà phật Liên tục không gián đoạn Bạn liền niệm ra được chân tâm Niệm ra được chân tâm rồi Bạn nắm chắc phần giảng sanh Tâm hoan hỷ sanh khởi Thật hoan hỷ Niềm vui trong tự tánh Chân tâm lưu lộ Niềm vui của tự tánh Khổng tử nói Học nhi thời tập chi Bất diệt diệt hồ Cái duyệt đó chính là hỷ duyệt Không phải kích thích từ bên ngoài Là niềm vui của nội tâm Học tập Chính là thực tiễn Đem cái đã học Thực tiễn vào đời sống Thực tiễn vào công việc Thực tiễn vào đối nhân tiếp vật Pháp hỷ sung mãn Thường xanh tâm hoan hỷ Ở trong Phật Pháp gọi là Minh tâm kiến tánh Bớt diệt duyệt hồ Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 tuổi Ngày biểu hiện ra bên ngoài Một chân tướng hoan hỷ tướng hỷ duyệt lao tác của ngài không ngơi nghỉ ngày nào tướng là quan hỷ tướng không tỏ ra mệt mỏi không tỏ ra rất đau khổ vì sao vậy khi làm việc ngài không có ta quên ta không ta có ta thì mệt không ta làm gì có nhiều hơn thì ai mệt không có người mệt. Cho nên công việc có nhiều hơn là công việc có lớn hơn, thời gian có dài hơn, tuyệt đối không hề mệt mỏi. Người ta tán thán ngài sức khỏe tốt, nhìn từ biểu hiện bên ngoài không biết được sức khỏe do đâu mà tốt, không biết được. Cái tốt đó chính là vạn duyên đều buông xả thì tốt. Thân thể của bạn không tốt, vì bạn vạn duyên không hề buông xả. đạo lý chính ngay chỗ này cả đời lão hòa thượng không có bảo dưỡng đặc biệt không hề có ăn gì bổ không có cái ăn đều chính mình trọng chúng ta phải tỉ mỉ quan sát phải xem nhiều Dần dần bạn liền sẽ giác ngộ Bạn sẽ thể hội được Bởi vì có phiền não Có kiến trượt Mới có Mạng trượt Sức khỏe không tốt thọ mạng ngắn đây gọi là mạng trượt thân thể không tốt thọ mạng ngắn gọi là mạng trượt tiếp theo là chúng sanh trượt mạng trượt là đối với một người chúng sanh là một thời đại mà ta cư trụ này tất cả chúng sanh Đa chư tệ ác Bất hiếu Kính phụ mẫu tôn trưởng Đây là gốc Đây là gốc chúng sanh trượt ác Bất hiếu bất kính Bất uy ác nghiệp quả báo Không tin tưởng nhân quả Không tin tưởng có đời trước Không tin tưởng hành thiện tích đức có thiện báo Không tin tưởng Chúng sanh trượt Họ không làm công đức Họ không tu trai pháp Đây chính là Xã hội chúng ta động loạn Địa cầu Tai biến khác thường Xuân Hạ Thu Đông cũng rối loạn đây là thuộc về chúng sanh trượt sau cùng tổng kết lại nói kiếp trượt chính là cái thời đại chúng sanh là nói xã hội mạng là nói cá nhân cái đại thời đại này kiếp trượt tuổi thọ con người Giảm đến 30 tuổi Nạn đói nổi lên Khi giảm đến 20 tuổi Dịch bệnh nổi lên Giảm đến 10 tuổi Đau binh khởi lên Thế giới chúng sanh đều bị hại Nên gọi là kiếp trượt Hiện tại chúng ta cách với kiếp trượt Càng ngày càng tiếp cận hiện tại cái hiện tượng của kiếp trượt này đã bộc lộ ra rồi bạn tỉ mỉ mà quan sát thì thấy được vì sao là càng ngày càng nghiêm trọng cho nên chúng sanh cầu sanh thế giới cực lạc nhất định phải đến trước chắc chắn phải ở ngay đời này ngay đời này không thể giảng sanh thì xong rồi kiếp nạn phía sau thì bạn không cách gì tránh khỏi Thời gian của kiếp nạn này, nói ra, tuyệt nhiên không phải rất dài. Bạn thấy tuổi thọ con người, 100 năm giảm 1 tuổi, hiện tại là 70 tuổi. 70 tuổi, 100 năm giảm một tuổi, 1 tuổi, 1.000 năm giảm 10 tuổi. 70 là giảm 40 Cũng chính là 4.000 năm sau Cái thế giới này sẽ đồng loạn Đói khát Người thì sao? Người không có gì ăn Sau 4.000 năm nữa Sau 2000 năm nữa Thì Ôn dịch sau một ngàn năm nữa thì Nạn đau binh khởi Đó chính là người giết người Người ăn người Vào lúc đó Phật Pháp sẽ không còn Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật Sức ảnh hưởng của Ngài Tính từ bây giờ Vẫn còn 9.000 năm chín ngàn năm cái thời đại đó càng ngày càng gần rồi đến một trăm năm sau cùng pháp dẫn của phật qua một trăm năm sau cùng kinh vô lượng thọ vẫn còn các kinh điển khác đều không còn một trăm năm sau nữa kinh này cũng không còn còn có một câu phật hiệu nam mô a di đà phật người niệm một câu phật hiệu này cũng đều có thể được độ thế nhưng tin tưởng càng ngày càng khó khăn người thật làm càng ngày càng ít đi đây là chúng ta không thể không biết Ở vào thời đại này Thánh đạo một nhất chủng Kim thời nang tu Kỳ nang phi nhất Có quá nhiều rồi Phật nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Học không dễ dàng tu càng khó khăn. Đây là chúng ta có thể lý giải. Đặc thử nhất môn chí viên chí đốn, nhất môn này chính là kinh vô lượng thọ. Chính là một câu danh hiệu này. Hơn nữa, do kỳ giản dị trực tiếp tác xuất thế chi chánh thuyết thiên tài tư kinh. Câu nói này vô cùng quan trọng Nếu bạn biết được cái này quan trọng Bạn liền sẽ rất trân trọng Mới biết được chính mình là may mắn đến như vậy Chân thật ở trong Đại Thừa Giáo Chúng được thượng lớn Lợi ích của thượng lớn này Chính là bạn nghe đề này có thể làm Phật vì thì phần thưởng này bạn có muốn lãnh hay không? Lãnh mang về liền phát tài Không lãnh mang về cũng bằng không có được Năm nay cái hội này Trọng điểm của chúng ta là Phải khế nhập cảnh giới không chú trọng lý giải văn tự Kinh điển Không chú trọng cái này Chú trọng tu hành Chú trọng ở thật làm Chúng ta ở ngay trong một năm này Bộ kinh này tu xong rồi Chắc chắn Nắm được việc giảng sanh Chắc chắn Thấy mặt với A-di-đà Phật như Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật Quyết không phải là chuyện đùa Không phải diễn kịch Nếu dùng tâm chân thành Tâm cung kính Tâm thanh tịnh Chăm chỉ học tập bộ kinh điển này đây là hôm nay tôi ở nơi đây cúng dường đồng tu hữu duyên cảm ơn mọi người cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ amos gmail.com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm tình độ đại kinh khoa chú thành tâm cúng dường nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đã vào